Giờ thử lại nhá. Thử lại lên đây. Đó, lên rồi. Quá là khỏe luôn. Chào mọi người, lại quay trở lại với video của mình ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình cũng sẽ lại đi quay video xe đổ chợ cây cho mọi người cùng xem. Và giờ đây thì mình cũng đang khởi hành đi nhé. Và tí nữa là mình cùng xem cận cảnh của chiếc xe ngày hôm nay bốc hàng về như thế nào nha mọi người. Đây mọi người ơi, chiếc xe thì cũng đã bốc được tăng trước rồi. Và anh em mình cùng đợi tí nữa chiếc xe bốc hàng xong rồi cùng theo chân chiếc xe đi về nhé. Đây, chiếc xe đây là chiếc máy D16 nhé. Cầu thì cũng đồng cầu L6 rồi. Và mình cùng đi quanh chiếc xe và xem mấy anh em bốc cây nhé. Đây mọi người ơi, chiếc xe cũng bốc hàng tương đối là gần xong rồi, tầm cỡ 2-3 tấn nữa là xong nha. Gần dọn bãi rồi, chắc ngày mai nữa là dọn bãi nha. Thế nha, giờ chiếc xe về lại để bốc hàng nha. Đây nha, chiếc xe cũng đã khởi hành rồi. Do là trời cũng gần tối rồi nên là mình quay là cận cảnh nó cũng không được rõ nét cho lắm nha. Nên là anh em xem thì cũng thông cảm nha. Nó lâu rồi không có thời gian đi quay cho một chiếc xe. Nên là hôm nay thì mình cũng quyết định là theo chân một chiếc xe đi quay một đoạn cận cảnh của ngày hôm nay cho mọi người cùng xem. Đám đây thì cũng làm tương đối là gần xong rồi. Ngày mai một ngày nữa là xong rồi nha. Đây là mình sẽ chốt lại một đoạn review của ngày hôm nay. Giờ đây cũng gần 6 giờ tối rồi nha. Nên là cũng hơi bị mờ rồi. Tranh thủ lên một đoạn ngắn cho mọi người cùng xem. Bác tài đang cố chạy về rất là nhanh nha.
gấp quá nha, đây là kêu ở chỗ cầu trước bi thập nha. Nói chung là đoạn này chiếc nào về cũng phải bể gấp như vậy thôi, không bể gấp thì mình dễ lại nha. Đây là mấy cái lán mà anh em ở làm cây đây ở nhá. Mọi người nhìn nha, chiếc xe quay đầu ở đoạn đường đây. Hàng rất là nhiều. Mình cũng không thể báo chính xác cho mọi người là bao nhiêu đấy, nhưng mà hàng này là trên 15 tấn rồi nha. Lại không lên được nha. Khóa sai rồi ạ. Khóa sai tất cả. Do bác tài không khóa sai nhá, nên là lên không được. Nói chung là vì sai thì lời ở những tình thế như này nhá. Đây, nói chung là lên ở đằng đây nhá, có một đồng nhỏ ở đây mà chiếc xe vẫn không lên được. Đó, rồi là bác tài sẽ lấp lại để xem nhá. Cái đất dựng khóa sai bà, cái đất dựng khóa bị sai bà. Khóa tạc cá hỏa hoa.
rơi visa bị như nào đấy nhá, nên là bác tài khóa rồi nhưng mà vẫn không thấy quay nhá. Giờ thử lại nhá. Không lên, giờ chắc cũng lấy cuốc để bới nhá, bới một xíu rồi xem lên như nào nhá. Giờ thử lại lên đấy. Đó, lên rồi. Quá là khỏe luôn. Đoạn đây là đoạn của ngày hôm trước mình bị tuôn cây nhá. Nhìn như này thôi mà nó lên là bị tuôn cây ở ngay đoạn chiếc xe đang tới đây nhá. Đây thì chiếc xe cũng đã đi qua những đoạn đường nguy hiểm rồi. Và mình cũng sẽ dừng lại đoạn clip ở đây nha. Mọi người xem clip mình hay thì nhớ cho mình xin thật là nhiều lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Gặp lại tất cả mọi người ở những đoạn video tiếp theo nhé.